Ngày hôm nay thứ Sáu, chính quyền Nga đã cáo buộc các quốc gia phương Tây đã tài trợ cho khủng bố hạt nhân sau khi các nhà chức trách cho biết rằng một chiếc máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào cái thị trấn có tên là Kuchatov thuộc về phía Tây của Nga, nơi có một nhà máy điện hạt nhân tương tự như nhà máy điện Chernobyl xấu số khi xưa. Theo lời ông Roman Starovoy, thống đốc của cái vùng Kursk của Nga giáp ranh giới với Ukraine, cho biết chiếc máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một tòa nhà chung cư dân cư ở khu vực Churatov, một cái thị trấn thời Liên Xô cũ được xây dựng trên bờ ao. Đây là cái bờ ao để làm mát cho cái nhà máy điện hạt nhân Kursk vẫn còn đang hoạt động. Một chiếc máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở cái thị trấn Churatov trong đêm qua, ông Starovoy cho biết trên cái diễn đàn Telegram, và may mắn thay thì không có một người cư dân nào bị thương. Các cơ sở quan trọng không bị hư hại vì cái vụ tai nạn máy bay không người lái và cái vụ nổ sau đó. Chính quyền Nga đã một phần nào đó đã lấy được lòng dân, lòng nhân đạo đối với dân chúng của họ. Thiệt hại duy nhất đó là mặt tiền và kính của một tòa nhà chung cư, và đồng thời cho biết chính quyền sẽ giúp đỡ cư dân khôi phục lại nhà cửa của họ. Không có những cái sự phản ứng ngay lập tức ở bên phía Ukraine. Đây là một quốc gia thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công hàng loạt bằng máy bay không người lái của Nga, và hiếm khi đưa ra những lời bình luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và phá hoại bên trong của nước Nga. Sự việc xảy ra sau khi Nga cho biết họ đã phá hủy hai chiếc máy bay không người lái của Ukraine gần Điện Kremlin vào tháng 5 vừa qua, đã gây ra những cái sự phản ứng dữ dội từ Bộ Ngoại giao của Nga do máy bay không người lái ở gần một cái nhà máy điện hạt nhân. Có phải các quốc gia cung cấp máy bay không người lái cho chế độ Kiev đang có những cái kế hoạch rút lui lên sao hỏa hay sao? Nếu mà xảy ra một cái thảm họa hạt nhân, họ sẽ không có thời gian để mà bỏ chạy. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova mỉa mai như vậy. Người dân của các quốc gia ở bên khối NATO nên nhận ra rằng chính phủ của họ đang tài trợ cho khủng bố hạt nhân cho chế độ Kiev. Phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết các hệ thống phòng không của Nga đang hoạt động một cách rất là hiệu quả trong cái hoàn cảnh các báo cáo chưa xác nhận trên mạng lưới xã hội cho rằng các hệ thống như vậy đã được sử dụng để mà đẩy lùi các cuộc tấn công máy bay không người lái. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng rõ ràng chính quyền Ukraine đang tiếp tục cố gắng để mà tấn công các mục tiêu bên trong của Nga trong khu vực dân cư. Cơ quan an ninh của Nga FSB cho biết vào tháng 8 năm ngoái rằng an ninh chung quanh các cơ sở hạt nhân đã được tăng cường sau khi những người mà họ cho là những kẻ phá hoại Ukraine đã phá hủy đường dây điện cung cấp cho nhà máy điện hạt nhân Kursk, tạm thời làm gián đoạn cái hoạt động của nó. Theo lời của ông Alexei Likachev, người đứng đầu tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga, nói chuyện với truyền hình nhà nước vào hôm thứ Năm rằng an ninh tại các nhà máy điện hạt nhân được kiểm soát kỹ lưỡng và tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện, bao gồm cả khả năng phòng không. Nga và Ukraine từ lâu đã cáo buộc lẫn nhau vì cái nguy cơ gây ra một cái thảm họa hạt nhân tại một số cơ sở khác, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền nam của Ukraine, thông qua các cuộc pháo kích lẫn nhau, thưa quý vị. Trước đây chúng ta đã bị Ukraine bị một cái vụ nổ nguyên tử rồi, quý vị nhớ Chernobyl. Nếu bây giờ bị nữa là phiền lắm đó. Mà cái này người ta nói sẽ lớn hơn nhiều, lớn hơn cả chục lần cái sức tàn phá nếu mà bị đó. Trong hai bên cứ bắn đạn pháo mà bên này đổ bên kia từ lâu rồi, quý vị nhớ từ đầu cuộc chiến, nhưng mà rất may nó chưa trúng cái khối nguyên tử đó thôi, thành ra rất là nguy hiểm cái đó.